rốt cuộc nó không phải là một ngôi nhà. Các bí ẩn túp lều, hoặc nhà, phát hiện bởi YUTU-2 rover của Trung Quốc ở phía bên kia của mặt trăng lần lượt ra được đánh trống. Xin vui lòng một tảng đá. Đó không hẳn là một điều bất ngờ, nhưng đó là một kết luận thú vị cho bí ẩn về mặt trăng đã thu hút rất nhiều người trong chúng ta vào tháng 12. Một lần nữa, Andrew Jones, một nhà báo phụ trách chương trình vũ trụ Trung Quốc cho Space News và SpaceX.com, đã thông báo cho tôi về bản cập nhật mới nhất của nhóm thám hiểm bằng một dòng tweet vào thứ Sáu. Mô tả kết luận cho câu chuyện là thật tuyệt vời. Hóa ra túp lều, hình khối lập phương là một tảng đá nhỏ sần sùi nằm trên vành miệng núi lửa. Nó chỉ tình cờ trông lớn hơn và bí ẩn hơn nhiều trong hình ảnh đầu tiên của rover. Sau khi đến gần hơn và có được một số góc nhìn, người thám hiểm đã có thể tiết lộ bản chất thực sự của đối tượng. Nhưng đó không phải là tất cả. Nó trở nên dễ thương hơn. Hình dạng cuộn tròn của tảng đá giờ đây đã khiến nó có biệt danh là thỏ ngọc vì nó trông hơi giống một chú thỏ đang cúi xuống với một vài củ cà rốt trước mặt. Có một số mảnh tròn trang nhã đằng sau, vết lồi của tảng đá trông giống như phân của chú thỏ, điều này chỉ làm tăng thêm sự thú vị. Tên của người lái xe YUTU-2 có nghĩa là thỏ ngọc. Vì vậy nó giống như người lái xe đã tìm thấy linh vật của riêng mình trên mặt trăng. YUTU-2 là một phần trong sứ mệnh Chang'e-4 của Cục Không gian Quốc gia Trung Quốc hạ cánh vào năm 2019 để thực hiện một chuyến thám hiểm đầy tham vọng về phía xa của mặt trăng. YUTU-2 hoạt động dựa trên năng lượng mặt trời, vì vậy nó định kỳ ngủ đông cho đến khi mặt trời ló dạng. Đó là lý do tại sao phải mất một thời gian để di chuyển đến gần túp lều bí ẩn để có cái nhìn rõ hơn. Đây hầu như không phải là lần đầu tiên các vật thể trông khác thường được phát hiện trong không gian. Cái thìa và khuôn mặt trên sao hỏa cũng gây tò mò. Kết cục cuối cùng của cuộc phiêu lưu này có vẻ như là một sự thất vọng, đặc biệt nếu bạn đang hy vọng vào một thứ gì đó thực sự hoang dã. Như tiền đồn của người ngoài hành tinh hoặc một tảng đá nguyên khối cổ đại, nhưng tôi thực sự rất vui. Tôi rất vui vì những suy đoán xung quanh hình ảnh ban đầu. Tôi chắc chắn 99,9% đó là một tảng đá và bí ẩn thực sự duy nhất là kích thước và hình dạng của nó. Hóa ra nó giống một chú thỏ rất ngọt ngào. Không để bị mất trong tất cả những điều này là thực tế là rover đã được thực hiện một nhiệm vụ. Đây là người đầu tiên khám phá vùng xa của mặt trăng và nó vẫn đang lăn bánh sau 3 năm kể từ khi hạ cánh. Tiếp theo, nó sẽ kiểm tra khu vực xung quanh tảng đá thỏ ngọc và nó sẽ có thể có được một số hình ảnh thậm chí còn tốt hơn. Chúng tôi sẽ xem liệu nó có còn giống một chú thỏ không khi xem xét kỹ hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.